No way, my grandfather plays things a bit. So I think it's good for him. Mặt tươi nhanh. So, damn. People win. Yeah, I said before, when the best part win, he got, he get 15, 16, 17, 18 trophy. Yes, when he lost, he lost the 40. He lost the 44, 45. No, they get contact with the team sugar. But now they free us. They are free us. Hello, back to the game. Yeah, đánh em ạ, đợi anh tiếp bác ạ. Em đang xem bác này đánh lắm, tại vì này em cũng muốn làm cái clip của bọn này. Tầm này thì bọn em mới đánh thôi, còn em xin bọn này cơ tử khó. Gần như những lúc này là tranh chứng bọn là khi nào bọn đánh thì em quay thì em update thôi, nhưng mà bảo bọn nó bảo zone bảo clan thì đừng, nó rất gần như là nó không trả lời. Nhưng mà để mà quay video xong update thì tự bọn để nó cho mình làm đúng không ạ? Nè thôi cứ đi xem mấy trận của này đánh nữa nhé. Tí xong rồi bác đi ngủ sớm thì hẹn bác ngày mai ngày kia để. Làm sao vô được Nova á, ngày hồi đấy 2018 là thực ra là Lệ Sally là vô địch thì lúc làm vào được cúp quân cúp ở 2017 ấy là đã được năm đấy thì ba em nick quá khỏe. 82 là gì, nó có lấy nó có thả mấy quả đi không biết. The legend and drop ạ. I'm not sure but I think he Biznich Bedfart and Lou and Macarius. Ôi năm nay nó buồn cười nhỉ, Bayern mà gặp Barca trong khi ông Lewandowski lại đang với và chuyển từ Bayern sang Barca. Còn Barca Bayern năm nay lại có cả Manuel thì ông gì mà mới chuyển sang từ Liverpool nhỉ, quên mất rồi. Năm nay đã có đấy Covid đáng một lượt rồi à? Ra mình không nhớ đâu, nhưng mà mình nhớ trận là đây trận 82 trong khi đấy là lúc quả hình như là hai quả cuối cùng là ông Coutinho Mane ở sân quên Mane mình đã quên mất. Hey Nepal, how are you? Long time no see bro. Sao Mane? Khét lắm chứ bộ. Tại vì mình thích Ben và cái điểm là cái Ben đá chưa bao giờ gọi là phòng thủ. Họ đã tấn công, họ đã đá liên tục cùng. Tại vì tấn công là một cái gì phòng thủ. Giảm tải áp lực cho anh. Cho sự đội. I got the hell of a hell of a big breaking emotion today. But cho, where? Congratulations, bro. Oh, using with my higher ceiling. Oh, the reason why today I asked the Lama player, he said he using with an exam. So he said that he passed the universe. And right today here, this year here first the first year. That's Queen Nunes. So, we're waiting for his performance in the future, bro. So, you know, his last week he got,
The last pick he the last week he doesn't play because the red pair. So the red pair. So this is an opportunity for Manchester City. We will be the big champions. Champion, you'll be champion, Champions League. Ah, but win sure. Now the defense motor 5-1 here. What's that plan? The man is still Manchester United. No. So it's possible, bro. Chắc mà vừa cho 10C1 năm nay cô đã xin được khoảng đâu. So I can look this up feeling brighter. This guy needs his performance on 3 years ago. Benfica đá cùng với Juventus à? Với lại Paris Saint-Germain. So ok, Benfica, let's go. Newbie. I don't know, newbie. Phải phí rồi, scared to drill à? No, rocket bomber drill. Everyone the bandits. No, damn, it's locked. Damn. What's the hard reverse? Actually, I don't know the. I don't know which team. What team you play the Europa League? That's why I don't know. Yeah, it hurts a lot. A lot of body bằng đất. Thực ra nếu mà có lock đấy, không cần có lock thì bandit nó lại không cần làm được gì đâu. Nhưng mà có lock nó đẩy thôi một ô thì nhớ lại đây. The which team is supporting nhỉ? Bạn mà PSG and Manchester City. I love Messi and I love Manchester City team. But of course, Kevin Reiner, Kevin Reiner. Hello, Spectrum. How are you? Oh my, look here. Gặp biết gì mùa trước đáng lẽ là thắng nhưng mà tại vì là cái ông mà. Hey, biết gì from Argentina. Hello, welcome from Việt Nam, guys. Ra cái một chiếc là thằng là lỗi là do cái nhân Donnarumma không dài, sự là phải nói là cũng không đến nỗi tạm tệ khi mà vua Messi bị loại ngay từ vòng tứ kết rồi. Đá rất hay nhưng mà bị bóc dài ba quả liên tiếp đau đầu. Trận đầu được đi là thắng 1-0, được về là quả nhiều là 2-0 rồi. Thế mà thì dẫn lại được để 3-2 mà cái quả thứ hai quả thứ ba cách nhau đúng có mỗi quả 5 phút sao nhỉ, quá nhanh. Oh.
fight and go for your support. Kill wrong. Kill wrong. I respect you, you know. I can fight with you and support you. You got so a lot like the match, it's just to give you. I don't know. They got the rich sponsor. They got the rich sponsor. Rich sponsor. But I don't know why they cannot buy the. So by the good, the best, match, the best player in the world right now, and build a new team. I don't know why. Thực ra là mình thấy là trận vừa rồi đi cung đá không tệ, tới nào tệ đi cung đá cũng tệ, nhưng mà tệ ở cái điểm đó là cái thằng ông to mà hay quá. Nhưng hãy xem lại cái pha mà của Mohamed Salah rút quả lần cuối bảy mấy rút quả vẫn cũng như vậy mà vẫn nó được, nó là chín. Còn quả cuối cùng chúng ta đi mua bị ghi mua quả của last five only coming! Bandit! You cannot see your rockets right now. Yes! Well done. Very fun. Good job. Đợi đã. Belfast. Trận này Belfast thua à? Đệt. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mình tưởng là bé phát thắng hay bé phát thua mình đen. Bây giờ xem này. Tôi quay trở lại nhá. Bảng F nhạc tuyệt. Cái mỗi vụ đã Real Madrid lại lắp xích lại cái gì đó. Bảng G thì có Manchester City này, Sevilla, Dortmund nữa lại rồi. Copenhagen này. Bảng F thì có Panathinaikos, Man United, Juventus, Benfica với lại mấy ông này bắt đội hơi buồn cười nhỉ. Nói chung là có mấy bảng nhặt tẹp, mấy bảng hơi căng. Bảng với cái bảng H này, bảng H với lại cái bảng trước đấy là bảng C này. Mất từ giờ xem lại. Ôi giời, bảng H bảng C là bảng gọi là hơi đen, hơi đen thật sự. Các manh Juventus, Benfica, là Benfica của trước đá cũng hay đấy, nhưng mà Benfica xong mình nghĩ là thôi PSG đá với lại Juventus bảo thôi. Thế rồi, quay trở lại với lại Lander. Từ xem bóng bay phát đánh bài game. Đúng rồi, Benfica hay mà. Một Benfica với lại Ajax là những cái đội mà phải nói là không thể đánh được, không thể xem thường. Thì họ có luôn có những cái bản trình diễn khủng. Mình còn nhớ cái đợt mà 2018, ở đâu 2019 hay 2018 nhỉ? Cái đợt đấy mình nhớ là ở đâu? Cái đợt đấy ở đâu 2019 là phải nói là khủng khủng. Đến Liverpool loại Bắc Liverpool loại đó là cái trận đá Ajax đá với lại Tottenham luôn. Lúc đấy là mình không để ý xem thôi, nhưng mà đúng là cái trận đấy buồn cười bạn. Buồn cười là bởi vì là cái trận đấy kết quả nó khủng, nó hay quá. Tưởng là ngựa ô nhưng mà vào đúng là toàn sao thôi. Sau này toàn mấy ông như kiểu là rông, phách kia là rông với lại đề lai ấy. Cũng là toàn đau nhỉ.
trận đấy cũng đau và trận thua của Liverpool với Barca cũng đau. Đúng, Benfica với Ajax là kiểu cũng được. Hai mày ngồi ra đâu? Lucas Moura, Lucas Moura bây giờ còn đá cho Tottenham nhỉ? Udigo à? Được, khá thế. Let's go. Nhưng mà với ở trên Royal Tournament ấy, Royal Tournament thì chúng ta có cái điều đấy xảy ra nhé. Tức là hai thằng top 1, hai thằng top 5 có thể gặp nhau hai trận liên tiếp, chỉ gặp nhau có 10 phút rồi. Nếu các bạn đã từng xem thằng mấy cái thằng trên top của Royal Tournament đấy, cái tournament của thằng Thái, thằng vừa thằng Thái này chúng ta có đâu có khoảng 1, 2, 3 tour gì đấy, 2 tour thì các bạn sẽ để ý là sẽ có việc mà bắt cặp hai trận đấu giống như nhau từ một người liên tiếp. Đấy, phải loạn như vậy. Corigo dạo này nó chơi Mind the Control. Mình thấy là Corigo này hôm qua có một cái thằng, có một con người, một fan của anh ta làm lại cái clip mà cắt những cảnh mà lúc Corigo anh ta điên rồi á. Có nhiều khi anh ta còn kinh khủng hơn mình nữa. Mình còn có đôi khi là cũng áo giận đấy, nó chỉ mới rồi đó, nó chỉ tục đấy. Nhưng mà không bằng là Corigo anh ta là gì. Ryan Gosling and Bad Nick and come down to Eric Babaya. Hai cái hai nữa là nó cuốn sửa vào cái lệ gì hay là trung bình về số cúp à? Nói chung là 1v1 là trận ladder lâu lắm. Có khi các bạn có 10 phút, 15 phút, 2 phút là không là mình tiếp tìm một trận đấu. Tại vì lúc đấy là đâu không có người để bắt cặp. Hai tham khảo đấy giờ biết người Việt là rồi biết nhỉ, đến muộn nhưng mà không sao, muộn hay sớm thì chúng ta vẫn có duyên với nhau ở đây. Ra chân kênh của mình thì mình luôn mang đến cho các bạn những cái tốt ở trên top cao, nhưng còn các bạn mà hay tham khảo đấy những cái tốt của các bạn ở dưới thì thực sự là đôi khi nó cũng không hiệu quả, tại vì các bạn biết là ở meta ở các cái phần khác nhau ấy, ở các cái lớp khác nhau thì sẽ khác nhau. Trước có đợt này mở live 2v2 bây giờ à 2018 cái đợt đấy là 2v2 nó mới mở, chúng ta có nhiều thứ là hào hức, chứ còn bây giờ 2v2 có mẹ gì đâu ladder thì không. Mình cũng rất mong là 2v2 nó sẽ mở được cái tính năng ở trên ladder, nhưng mà nó sẽ khác biệt, mình nghĩ là nó sẽ có một cái kiểu rank khác nhau. Tại vì nếu mà bây giờ nhé, 2v2 sau 1v1 cùng nằm ở trên một cái rank thì như vậy nó sẽ rất khó. Người ta dưới Mega Knight còn cầu thả rất nhiều. Hay là Elise Baban nhỉ, thì Elise Babayan tận rare. Và... That's good job, that fast. Từ trước là nó thay bằng, nó chơi bằng Banky nhưng mà sau này nó chuyển sang. Come on man, the bad fight is facing the Cal Legend again. You know, the last game we lost. So let's see his performance. Hai thằng này quá hiểu nhau rồi, không có gì để bàn cãi. Nhưng mà còn xem là nó sẽ thể hiện cái mắt chắc như thế nào. Mặc dù là bad fight đã thua Cal Legend rồi. Đúng rồi, hàng phản trụ Muji nó không lai thì không, là cũng ladder nó ít thì lai đó. À, có một cái điều là mình... Ôi, no way. No.
Meatball still alive. Damage. Tôi thân xong, 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 xong game. Xong game rồi anh em. Xong game luôn. Nó tập trung vào đánh giải, nó không live stream đâu. Nhưng mà Muji nó tham gia vào gaming, studio gaming nhé. Nhưng các bạn không biết studio gaming là gì thì các bạn cũng kiểu là các bạn chơi team ở trong game, các bạn hay chơi liên quân hay là các bạn chơi liên minh điện thoại không? Cứ kiểu là SK, FPT ấy, FPT nó sẽ có một cái team, có một studio, có một cái gọi là gaming room luôn ấy, để các bạn được tha hồ stream, đến chỉ đánh, ăn, ngủ, chơi, tập luyện xong rồi live stream, thi đấu giải. Đó là công việc của bạn như vậy, mà trả tiền cho các bạn. Đấy. Mà chỉ Nhật, hiện tại là Nhật, các bạn biết là lượng người chơi nó vẫn đều đặn. Nó vẫn đều đặn. Nó không bị... Mà các bạn phải xem cái tổ công sống cũng từ 20 giờ rồi nha, phải nói là Nhật nhiều lắm. Đứng đầu luôn. Lượng người chơi và lượng người vẫn còn hot ở game đấy thì Nhật là vừa số 1. Đúng rồi, các bạn đầu tư vào game khác ấy. Như kiểu này ở bên đấy có Sandbox này, có nhà chơi cái Genji này, các bạn biết Genji không? Genji có một cái biểu tượng của Nova này. Nếu ba ngày xưa nó đầu tư rất nhiều game, nó bây giờ biết là còn đầu tư một game mobile game một game không, tại vì nó lắm mình không follow game gì nữa rồi, chúng ta mình có follow ở trên shop hoặc trên Twitter. Có rồi cháu Fireball rồi, mới chặn bộ balloon đẩy lên, thật là hay quá, hay quá. Bầu không kịp bắn các thủ. Còn mỗi đây à? Cầy viên thầy kì. Ui, ít bầu vào trụ kia. Ít bầu vào trụ rồi. Ít bầu vào trụ rồi, không có giáp. Trời lát rồi, trời lát rồi. Hay quá. Đúng là tay không nhỉ? Chăm hay có bằng tay anh. Good game. Congratulations, bet fast. So let's take a little boost. Top 1, let's go. Bet fast is the best. Top 1, ready. Congratulations.